liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng Nguyễn Hùng Quân, sinh năm 1963, trú tại xã Đức Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, lại có chiêu thức ma mảnh khác với Lê Thị Án Tuyết ở Kiên Giang. Cụ thể, quân hành nghề thầy cúng nhưng vẽ ra giảng công viên Vĩnh Hằng để lừa nhiều người góp tiền rồi chiếm đoạt của họ. Ngoài ra, thì quân còn khoe khoang có quan hệ khủng có thể xin việc để lừa thêm tiền của người khác. Và với cái giá đối tượng này phải trả, đó là ngày 7 tháng 4, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Bình đã bắt giữ y về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nguyễn Hùng Quân, vốn hành nghề thầy cúng thầy bói, khẳng định có thể tác động để xin chuyển công tác cho anh Phạm Trung Bảo với mức giá 450 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi giao tiền, đến hẹn mà vẫn không thấy điều chuyển công tác nên anh Bảo đã đòi lại tiền và tố cáo Nguyễn Hồng Quân đến cơ quan công an. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Hùng Quân đã khai nhận Toàn bộ hành vi gian dối lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản của Bảo, không chỉ lừa đảo sinh việc Nguyễn Hồng Quân, còn từ vẽ ra dự án xây dựng nghĩa trang công viên Vĩnh Hằng và đề nghị nhiều người góp vốn đầu tư. Với thủ đoạn này, cô đã chiếm đoạt của nhiều người với số tiền hơn 4,5 tỷ đồng. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Bình đề nghị những ai là bị hại của đối tượng Nguyễn Hùng Quân đến trực tiếp tại phòng cảnh sát hình sự gặp trực tiếp điều tra viên Nguyễn Trung Thành, số điện thoại là 0977700102 để phối hợp giải quyết.